Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Bây giờ Đức Giêsu đi ra cùng với các môn đệ sang bên kia suối Kidron. Ở đó có một thửa vườn, người cùng với các môn đệ đi vào. Juda kẻ nộp người cũng biết nơi này vì người thường tụ họp ở đó với các môn đệ. Vậy Juda tới đó, dựng một toán quân cùng đám thuộc hạ các của các thượng tế và nhóm phariseu họ mang theo đèn đuốc và khí giới Đức Giêsu biết mọi việc sắp xảy đến cho mình nên tiến ra và hỏi Các anh tìm ai? Họ đáp: Tìm Giêsu Nazareth. Người nói: Chính tôi đây. Juda kẻ nộp người cũng đứng chung với họ. Khi người vừa nói: Chính tôi đây thì họ lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi một lần nữa các anh tìm ai? Họ đáp: Tìm Giêsu Nazareth. Đức Giêsu nói: Tôi đã bảo các anh là chính tôi đây. Vậy các anh tìm bắt tôi thì hãy để cho những người này đi. Thế là ứng nghiệm lời Đức Giêsu đã nói: Những người cha đã ban cho con, con không để mất một ai. Ông Simon Phêrô có sẵn một thanh gươm bèn tuốt ra, nhằm người đầy tớ vì thường tế mà chém đứt tay phải của y. Người đầy tớ ấy tên là Mang Khô. Đức giê -xu nói với ông phê -rô, hãy sọ gươm vào bao, chén mà Chúa Cha đã trao cho Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống. Bây giờ toán quân và viên chỉ huy cùng đám thuộc hà của người Do Thái bắt Đức giê -xu và trói người lại. Trước tiên họ điều Đức giê -xu đến ông Khanan, là nhạc phù ông Cai Pha. Ông Cai Pha làm thường tế năm đó. Chính ông này đã đề nghị với người Do Thái là nên để một người chết thay cho dân thì hơn. Ông Simon Phêrô và một môn đề khác đi theo Đức Giêsu. Người môn đề này quen biết vì thường tế nên cùng với Đức Giêsu vào sân trong của tư dân vì thường tế. Còn ông Phêrô đứng ở phía ngoài gần cổng Người môn đề kia quen biết vì thường tế Ra nói với chị dự cộng Rồi dẫn ông phê vào Người tớ gái dự cộng nói với ông phê Cả bác nữa bác không thuộc nhóm môn đề của người ấy sao Ông liền đáp Đâu phải vì trời lành các đầy tớ và thuộc hà đốt thang Và đứng sưởi ở đó Ông phê cũng đứng sưởi với họ vì thường tế tra hỏi Đức Giêsu về các môn đề và giáo huấn của người, Đức Giêsu trả lời: Tôi đã nói công khai trước mặt thiên hà, tôi hằng dạng dày trong hội đường và tại đền thờ nơi mọi người do thái tụ họp. Tôi không hề nói điều gì lén lút. Sao ông lại hỏi tôi? Điều tôi đã nói, xin cứ hỏi những người đã nghe tôi, chính họ biết tôi đã nói gì. Đức Giêsu vừa dứt lời thì một tên trong nhóm thuộc hạ đứng đó và vào mặt người mà nói: "Anh trả lời vì thường tế như thế ư?" Đức Giêsu đáp: "Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào. Còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi?" Ông Khanan cho dạy người đến thường tế cai pha, người vẫn bị trói. Còn ông Simon Phêrô thì vẫn đứng sưởi ở đó. Người ta nói với ông, cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đề của ông ấy sao? Ông liền chối, đâu phải, một trong các đầy tớ của vị thường tế có hò với người bị ông Phêrô chém đứt tai lên tiếng hỏi. Tôi đã chẳng thấy bác ở trong vườn với ông ấy sao? Một lần nữa, ông Phêrô lại chối và ngay lúc ấy gà liền gáy vậy người do thái điều đức giêsu từ nhà ông cai pha đến dinh tổng trấn lúc đó trời vừa sáng nhưng họ không vào dinh kẹo bị nhiệm uế mà không ăn lễ vượt qua được vì thế tổng trấn philato ra ngoài gặp họ và hỏi các người tố cáo ông này về tội gì họ đáp nếu ông này không làm điều ác thì chúng tôi đã chẳng đem nộp cho quan ông philato bảo họ các người cứ đem ông ta đi mà sẽ xử theo luật của các người. người do thái đáp: chúng tôi không có quyền xử từ ai cả. thế là ứng nghiệm lời đức giêsu đã nói khi ám trị người sẽ phải chết cách nào. ông philato trở vào dinh cho gọi đức giêsu và nói với người: ông có phải là vua dân do thái không? đức giêsu đáp: ngài tự ý nói điều ấy hay những người khác đã nói với ngài về tôi ông philato trả lời tôi là người do thái sao chính dân của ông và các thường tế đã nộp ông cho tôi ông đã làm gì đức giê xu trả lời nước tôi không thuộc về thế gian này nếu nước tôi thuộc về thế gian này thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người do thái nhưng thật ra nước tôi không thuộc chốn này ông Phila-tô liền hỏi vậy ông là vua sao đức giê xu đáp chính ngài nói rằng tôi là vua tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này làm chứng cho sự thật ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi ông Phila-tô nói với người sự thật là gì nói thế rồi ông lại ra gặp người do thái và bảo họ phần ta ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy theo tục lệ của các người vào dịp lệ vừa qua ta thường tha một người nào đó cho các người vậy các người có muốn ta tha vua dân do thái cho các người không họ lại la lên rằng đừng tha nó nhưng xin tha banaba -ba, mà banaba -ba là một tên cướp bây giờ ông Phi -la Tô truyền đem đức giê xu đi và đánh đòn người bọn lính kết một vòng gai làm vương miền đặt lên đầu người và khoác cho người một áo choàng đỏ họ đến gần và nói kính chào vua dân do thái rồi vạ vào mặt người ông Phi -la Tô lại ra ngoài và nói với người do thái đây ta dừng ông ấy ra ngoài cho các người để các người biết là ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy. Vậy Đức Giêsu bước ra ngoài, đầu đồi vương miệng bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Ông phi tô nói với họ: "Đây là người." Khi vừa thấy Đức Giêsu, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng: "Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá." Ông phi tô bảo họ: các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá vì phần ta ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy người do thái đáp lại chúng tôi có lề luật và chiếu theo lề luật thì nó phải chết vì nó đã xưng mình là con thiên chúa nghe lời đó ông philato càng sợ hơn nữa ông lại trở vào dinh và nói với đức giê xu ông từ đâu mà đến nhưng đức giê xu không trả lời Ông tô mới nói với người Ông không trả lời tôi Ông không biết rằng tôi có quyền tha Và cũng có quyền đóng đến ông vào thập giá sao Đức Giê-xu đáp lại Ngài không có quyền gì đối với tôi Nếu trời chẳng ban cho ngài Vì thế kẻ nộp tôi cho ngài thì mắc tội nặng hơn Từ đó ông tô tìm cách tha người Nhưng dân Do Thái kêu lên rằng nếu Ngài tha nó, Ngài không phải là bạn của sê -gia. Ai xứng mình là vua thì chống lại sê -gia. Khi nghe thấy thế, ông phi -tô truyền dựng Đức giê -xu ra ngoài. Ông đặt người ngồi trên tòa, ở nơi gọi là nền đá, tiếng hiếp là gáp ba tha. Hôm ấy là ngày áp lệ vừa qua, vào khoảng 12 giờ trưa, ông phi -tô nói với người Do-thái, đây là vua các người họ liền hô lớn đem đi đem nó đi đóng đến nó vào thập giá ông philato nói với họ chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao các thường tế đáp chúng tôi không có vua nào cả ngoài xê gia bây giờ ông philato trao đức giê xu cho họ đóng đinh vào thập giá về họ điều đức giê xu đi chín người vác lấy thập giá đi ra đến nơi gọi là núi sọ. tiếng hiếp ri là Golgotha. tha tại đó họ đóng đến người vào thập giá đồng thời cũng đóng đến hai người khác nữa mỗi người một bên còn đức giê xu thì ở giữa ông philato cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá bảng đó có ghi giê xu vua dân do thái trong dân Do Thái có nhiều người đọc được bản đó vì nơi Đức Giêsu bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bản này viết bằng các tiếng Hebrew, Latin và Hy Lạp. Các thường tế của người Do Thái nói với ông Philato: Xin ngài đừng viết vua dân Do Thái, nhưng viết tên này đã nói ta là vua dân Do Thái. Ông Philato trả lời: Ta viết sao cứ để vậy. Đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo sống của người chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Họ lấy cả chiếc áo dài nữa, nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Về họ nói với nhau, đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xe mai được. Thế là ứng nghiệm lời kinh thánh, áo sống tôi chúng đem chia chác cả áo dài cùng bắt thăm luôn đó là những điều lính tráng đã làm đứng gần thập giá đức giê xu có thân mẫu người chỉ của thân mẫu bà maria vợ ông clopat cùng với bà maria magdala khi thấy thân mẫu và môn đề mình thương mến đứng bên cạnh đức giê xu nói với thân mẫu rằng thưa bà đây là con của bà rồi người nói với môn đề Đây là mẹ của anh Kể từ giờ đó Người môn đề rước bà về nhà mình Sau đó Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất Và để ứng nghiệm lời kinh thánh người nói Tôi khác Ở đó có một bình đầy giấm Người ta lấy miếng bọt biển và thấm đầy giấm Buộc vào một nhành hương thảo Rồi đưa lên miệng người nhấp xong đức Giêsu nói thế là đã hoàn tất rồi người gục đầu xuống và trao thần khí hôm đó là ngày áp lễ người Do Thái không muốn đề xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn vì thế họ xin ông Phi la tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống vương lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với đức giêsu khi đến gần đức giêsu và thấy người đã chết họ không đánh dập ống chân người nhưng một người lính lấy giáo đâm cành sườn người tức thì máu cùng nước chảy ra người xem thấy việc này đã làm chứng và lời chứng của người ấy xác thực và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cùng tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời kinh thánh. Không một khúc xương nào của người sẽ bị đánh dập. Lại có lời kinh thánh khác, họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu. Sau đó ông Joseph, người Arimathe, xin ông Philato cho phép hà thi hài Đức Giêsu -xu xuống. Ông Joseph này là một môn đề theo Đức Giêsu, nhưng cách kín đáo vì sợ người Do Thái, ông Philato chấp thuận. Vậy ông Joseph đến hà thi hài người xuống, ông Nicodemo cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng 100 cân mục dược trộn với trầm hương. Các ông lạnh thi hài Đức Giêsu lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn theo tục lệ chôn cất của người do thái nơi đức Giêsu bị đóng đinh có một thượng vườn và trong vườn có một ngôi mồ còn mới chưa chôn cất ai vì hôm ấy là ngày áp lệ của người do thái mà ngôi mồ lại gần bên nên các ông mai táng đức Giêsu ở đó Chúng ta vừa nghe trình thuật cuộc thương khó của Chúa Giêsu theo Thánh Gioan. Những khuôn mặt đi qua trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, đám đông dân chúng, tư tế, Pharisee, quân lính, phi tô các môn đệ Và trong cuộc hội nàng của Chúa Giêsu cùng chiều đóng đến với ngài có hai tên giang phi tôi muốn mừng hình ảnh này để chia sẻ với anh chị em thái độ của chúng ta hai tên giang phi bị đóng đến bên cạnh Chúa Giêsu một người thì sĩ vả và lên án nếu ông là vua dương do thái hãy cứu ông và cứu cả chúng tôi người còn lại trách cứ chúng ta bị như vậy là phải lắm còn ông ấy ông ấy có tội gì và quay sang chúa giê xu lại đức giê khi ngài vào nước của ngài xin nhớ đến tôi chúa nói nồi hôm nay ăn ở với ta trên thiên đàng thập tự nhất sinh bên cạnh Chúa Giêsu và trong cuộc hộ nàng đóng đinh cạnh Chúa Giêsu có một người nhận ra Chúa Giêsu là đấng vô tội có một người nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa có một người nhận ra vương quốc của Ngài và đã thống thiết nói với Chúa Giêsu lại thầy khi vào nước của Ngài xin nhớ đến tôi anh xác quyết lòng tin Và anh tiên xưng lòng tin Trong thập tự nhất sinh Trong cuộc khổ nàng bị đóng đinh Trong muôn vàng người chứng kiến cuộc khổ nàng của Chúa Giêsu Và chính người mà ta gọi là trộm lành Đã nói lên một cách công khai Như lời an ủi với Chúa Anh trách cứ người trộm đã đóng lên với mình Chúng ta bị như vậy là được đáng tội chúng ta Còn ông này Ông vô tội Xin nhớ đến con khi vào nước của Ngài Đó là lời thống thiết của anh Đề nghị với Chúa Xin với Chúa Và Chúa nói Hôm nay Chính hôm nay Ngươi ở với ta trên thiên đàng Chúa khai mở nước của Ngài Chúa khai mở cho những ai tin Và mở ra để bước vào nước của Ngài để đón nhận ơn cứu độ và người trộm lành đã đón nhận được điều này khi anh tuyên tín niềm tin của mình Là thầy Giêsu xin nhớ đến con khi vào nước của ngài thưa anh chị em trong cuộc đời của chúng ta có những lúc mờ mịt trong lòng tin trong cuộc đời của chúng ta có những lúc đầy dậy những tội lỗi nhưng mà tia sáng và niềm hy vọng Mời gọi mọi người chúng ta luôn nhìn lên thập giá Chúa Giêsu và chúng ta nói với Ngài xin nhớ đến con là kẻ tội lỗi, xin thương xót con. Chúa sẽ thương xót chúng ta. Chúa sẽ cứu chúng ta bởi vì chính Ngài đã dùng cái chết để chuộc chúng ta bằng giá máu của Ngài. Chính Ngài đã hy sinh tất cả ngay cả mạng sống để cứu độ chúng ta. Một Thiên Chúa cho đi tất cả vì yêu mến chúng ta. Là Chúa là Thiên Chúa đã yêu mến đời mọi người chúng con những loài chúng con Xin cho chúng con luôn biết nhìn lên thập giá Nơi đó biểu tượng của tình yêu Nơi đó có đấng chiều đóng đinh Nơi đó có đấng đã mang phát tất cả tội lỗi của chúng con Để trị vì yêu thương chúng con Và cứu chúng con Xin cho mọi người chúng con năng chiêm ngắm thập giá Chúa Trong cuộc đời của mình Và xin cho mọi người chúng con vác thập giá hàng ngày Đó là những tội lỗi Đó là những ương bướng ngang ngành của chính mỗi người chúng con xin ngài đỡ nâng chúng con và cho chúng con luôn tin tưởng cầy trông vào tình yêu vô biên của ngài amen